đó nè, súp cua nè, rồi mì ý nè, bún thịt xào nè, bánh mì thịt nướng, bột lọc nữa. Ổ đó nha, không phải đơn giản của thanh niên. Oh my god, wow, wow. Hello, chào mừng các chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Phan Đi Hùng đây. Khu này các nhà thấy có quen không? Trời ơi, nhìn hoành tráng quá vậy, Võ Sư Lộc. Mà đây là mẻ giò đầu tiên của năm mới. Mẻ giò đầu tiên. Công đoạn này á là công đoạn tiêm muối vào giò. À. Ôi. Anh Yên, trời nó văng dính miệng em mặn luôn. Trời ơi. Cái này là muối nha cả nhà chứ không phải hóa chất nha. Nè. Sau đó mình trộn với gia vị đúng không? Cho nó giữ cái vị nguyên bản của miếng giò. Mà bây giờ anh thấy mệt chưa? Nè anh đi tìm ba cái rồi nè. Thôi tranh thủ làm nhanh đi rồi đi ăn. Ờ, à, đi ăn gần gần thôi. Ừ. Lúc chiều rồi anh còn làm thêm. Anh Liên đi ăn gần. Ok, lần trước dám chơi anh Liên Hùng một vô ở Hấp Lít đó. Cho anh Liên đi cũng một trường đại học luôn. Nhưng mà cũng gần đây ha. Rồi Lộc nhanh nha. Có một quán bao gần luôn anh, bảo đảm là sẽ rất là mãn nhãn. Tân quận Tân Phú luôn. Rồi tranh thủ làm nhanh nha. Rồi chọn nhát nè. Làm đi. 1 hour later. Điên này ngơ ngác cả nhà. Có bữa rỗi không? Chưa ăn uống gì, ra bệnh viện làm gì. Xém chút bị bắt sai bảo y tế nữa. Sau lưng anh kìa, thấy gì không? Đại học Văn Hiếu. Thì thường những cái trường đại học Văn Hiếu á sẽ có những khổ ẩm thực á. Hôm nay đã bị mẹ dính mẩy rồi à, không có mang tô, không mang dĩa gì hết á. Hiểu rồi, còn hỏi nữa, rồi gì ăn đó nha. Rồi gì ăn đó nha. Ở đây có rất là nhiều món đó nha. Hồi nãy mình Võ Sư Lộc chở mình chạy ngang qua nhìn sơ sơ thì mình thấy là cũng có khoảng 9 đến 10 quán. Nhưng mà hôm nay á, để anh chứng kiến được cái cảnh mà em thăm ngàn anh á, anh sẽ là người làm camera. Là anh đi theo em hả? Đúng rồi. Anh cản em được không? Đây gọi là gọi gì ăn đó thì không có cản được. Nhưng mà nói chung là gọi cũng sẽ ở một cái mức giới hạn thôi. Ví dụ bình thường anh ăn 4 thì em gọi 6-7 phần rồi. Oh. Đây. Tới đây là mình đã hết cái khu ẩm thực rồi, nhập dưới. Bây giờ mình sẽ coi ra món gì được mà mình gọi. Rồi bánh bột lọc đó cô. Hộp như vậy là 20 nghìn. Có cái này giống như bánh ở Phan Thiết. Phan Thiết, Phan Thiết. Bánh này nó có cái gì đặc biệt không cô? Ở đó là dưa tôm biển. Thấm là thấm nguyên chất của mình. Thấm nguyên chất luôn hả? Ừ, nhưng mà thấm nào người đó là mắm lu á. Mắm lu. Ừ, mắm cá cơm. Ồ, rất là thơm mùi hành nha. 20 nghìn. Đúng rồi. Dạ. Phải hả? Cô bán ở đây từ mấy giờ mấy giờ? 5 giờ. Còn những cái hàng quán này thì sao cô? Cái này người ta bán 1 giờ là 2 giờ trưa là mới hết đúng không? Rồi đặc sản Phan Thiết ở giữa lòng Sài Gòn chỉ có 20 ngàn. Bán đồng bánh trăng này. Dạ. Bán lên người ta được. Dạ rồi. Dạ, dạ. Lâu rồi kênh mình không có bánh mì. Lâu rồi không có cơm chiên mì xào. Cái này mình sẽ có nhiều chi nhánh không em? Có 5 chi nhánh ạ. Trên các trường đại học hả? Không, còn công ty. Công ty. Dạ, là trường học. Wow. Không lắm, mình sẽ đến thôi. Cái này mình nhìn xa xa giống như là mọc á. Giống như mọc. Lúc mà nó chưa chín á, giống mọc. Ở đây có 17 ngàn thôi cả nhà. Giá rất là... Bánh mì này là giá sinh viên. Sinh viên. Em để lên đây để cho nó nóng nè. Wow. À, ở đây đấy. Em sẽ nướng lại sơ qua cho nó nóng bánh mì nữa. 3 miếng, thường là 3 miếng, 4 miếng luôn, đúng không? 2 món. Bánh mì 17 ngàn. 2 món.
bánh lọc 20.000. Thế nào? Ồ. Không. Đi đi. Cái gánh này nhìn dễ thương quá ha. Em hết luôn chưa? À còn còn có một hộp này là hết rồi. Dạ. Chú Ráp nó buồn quá. Chú nhường cho mình. Chú Ráp này dễ thương quá. Dạ rồi. Bún gạo xào 20.000. Mà nhìn đẹp lắm nè. Cái này dễ quá. Họ đã làm sẵn rồi cả nhìn, nhà ơi. Giống như em bán vậy. Mua hết luôn. Hết luôn nha, mình là chốt cỏ luôn. Mình chốt đơn á. Chốt đơn, chốt đơn. Cô này thấy như là chùm ở đây hết trời. Cơm chiên, mì ý, nuôi xà bò, bánh rất là nhiều uống, món. Bánh uống. Rất là nhiều món. Dạ, chào cô. Mà thấy cơm chiên ở đây của cô bán hấp dẫn quá. Mày thì con mua mì ý. Mì ý đây mình bán với thịt bò nè, còn là mấy cái thịt này. Dạ rồi, tôi ủng hộ con một phần mì ý. Thập cẩm đi. 20. Phần 20 đi con. Ừ. Rồi gì ăn đó. Rồi gì ăn đó. Đây giống như một con thần chú khi mà thanh niên lượt liếc á. Ôi nhìn nè. Phần thập cẩm á thì sẽ có đầy đủ. Đúng rồi. Dạ. Cầm mà. Cô chắc cô bán đây cũng lâu rồi hả con? Chắc là từ lốt trường này mới mở cô bán hả? Dạ. Thì con thấy cái đồ khủng của đồ ăn nè, cũng như là thâm niên của cô thì con nghĩ chắc là cô bán lâu rồi. Cô bán đây tới mấy giờ cô? Anh thấy cô rất là đầu tư. Tới 12 giờ trưa. Mình ra luôn cả nhà ơi. Bán thì không sợ hết ra. Có học sinh thì bán tới 1 giờ. Dạ. Nhưng mà con nghĩ là cái khu này á tới 1 giờ là hết rồi nè con. Tất cả luôn. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn cô. Rồi, mình qua tiếp món tiếp theo. Ơ có gọi tên cô. À à. Ồ. Đây nè. Sorry cô, con quên. Cô một phần mà cơm cô cũng là 15-20 luôn hả? Nuôi cũng vậy luôn. Ngoài là bán cho sinh viên chắc là cô sẽ bán cho những người dạ đây à. Đi đường nữa. Đây là khuôn mặt ăn quỳnh. À, không trả tiền. Dạ. Không quên đó cô. Dạ. Dạ. Mì ý thập cẩm 20.000. Ồ. Thôi, tới bên đây đi. Bên đây thì có những cái quán đó là quán nào đâu thấy quán nào thấy có cây xanh quá à. Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh. Nè nè nè, chuẩn bị chuyển sang màu vàng. Ồ, anh có bán hoa nào này nọ luôn. Ồ, ở đây mình bán súp mà mình bán hoa nào đi luôn hả? Dạ kìa. Súp ở đây anh để trong cái này anh lọc nhìn lạ quá à. Dưới có bếp đúng không? À, phần đó anh bán là bao nhiêu vậy anh? 15-20 ha. Thôi vậy anh lấy cho em phần súp thập cẩm đi. Ốc heo không thảo luôn, nó 30-35. 30-35. Ốc heo đi, ốc heo không thôi. 25. Dạ rồi, phần 25. Dạ, yeah. Đỡ nhẹ nhẹ gánh ha. Nhưng mà thấy vẫn còn được, còn dài quá à. Hay giờ ốc heo kìa. Giờ mình dừng được rồi. Trên kia kìa, điểm dừng sẽ là ngay cái bus stop trên kia kìa. Đó. Wow. Rồi, hấp dẫn quá. Dạ ớt luôn anh. Ô, cái muỗng của anh dài ghê. Dài mày mới mốt được xuống tới đáy chứ. Đúng rồi. Dạ. Muỗng anh xịn á. Qua nhìn nè. Đó, phần như vậy là 25.000. Cái gọi đặt mình cũng giao luôn hả? Giao luôn, xa quá thì... Dạ, xa quá không được. Còn gần là... Giao quá, giao luôn em, xe ôm. Xe ôm giao. À. Chú là lái xe ôm ở đây nè cả nhà. À, có các bạn sinh viên đó ra ủng hộ cho chú một cuốc nha. Các bạn phân thế chú đầu bên kia hả? Dạ. Chú đó là nhiệt tình. Súp cua 25k. Nhiều quá Hùng ơi. Hả? Nhiều rồi đó. Tự nhiều gì. Hôm anh gọi gì em đó cho em anh có nói vậy không? Hay là anh còn kêu mà cô gọi kêu quán khác tới. Trời ơi. Ồ, quán này mình quay rồi nè. Mình tính là mang thằng Đạt. Nhưng mà thôi, em sẽ gọi ở quán này. Ok. Em sẽ gọi một món nước cho anh. Ok. Để cho món khô không ạ? Hôm nay có một đường hẻm nè cả nhà. Đường hẻm này nó trồng nhiều cây xanh với vàng quá. Ồ, vẫn còn bếp củi nha. Trời, ông đang nướng bếp củi. Trong đây có một quán cơm. Quán cơm tấm. Nãy giờ chưa có món cơm. Thế như gần hết rồi. Em soi rồi, giống như hồi nãy là có cái món cơ
cơm chiên dương châu á, nhưng mà em đã dành cái món ở đây. Anh lấy cho em một phần cơm sườn đi, ốp la nữa. Anh ăn sườn với chả hả? Bởi vì ăn đó còn đòi hỏi. Anh bán trong sâu trong đây, các bạn sinh viên có thường vào tới đây không? Có, thầy giờ với bạn sinh viên không á. À. Dạ. À. Mấy em mà đi học sớm á. Ờ, hấp dẫn quá. Một phần như vậy là bao nhiêu vậy ạ? 26.000. 26.000 cả nhà. Chung là gần đây thì giá sinh viên. Giá sinh viên mà. Dạ. Quay trực tiếp luôn nha. Đúng rồi. Rồi. Đây. Cơm sườn chả 26.000. Trời cũng nhiều lắm rồi. Được rồi, không ơi. Được như vậy nhiều lắm rồi. Để coi coi. Mình nên ăn chắc 1 xỉu á. 2 3 4 5 6. Thôi vậy được rồi. Được là trong con đường này thôi đúng không? Đúng rồi. Đúng. Thanh niên còn hẹn mình á, bus stop mà. Cô, con đi mua về rồi, giờ con ra đó con gọi nước, xong rồi con ngồi đó con ăn luôn nha. Dạ. Cảm ơn cô. Con ngồi bàn đầu tiên nha cô. Dạ. Cô đem bán hủ tiếu mì hả cô? Hủ tiếu mì nuôi bánh canh. À, bánh canh giò đi. Cô làm cho tô đi, con ăn bên đây nè, bên quán cà phê nè. Nhìn cô có vẻ còn nhiều lắm và tươi. Ui phèo no quá. Wow, cô có phèo nữa nè. Giò với phèo đi cô. Đó, đây anh tạt phèo, nước sớm non. Anh tạt nước để rửa đường á. Phèo non này anh Yến. Ừ. Tạt nước gì. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Wow. 30.000 bánh canh, giò heo và phèo. Giá rất là sinh viên. Giá sinh viên. Kết thúc rồi hả? Kết muốn nữa hả? Gì? 7 món rồi đó anh Yến. Có ông cụ bán chuối kìa, cũng thấy tội tội đó. Ủng hộ cụ luôn. Dạ. Cái ông này bánh chuối đó cả nhà, màu vàng nha. Ở đây ạ, rồi đây rồi. Rồi. Đó, cho sáng quá. Nè, súp cua nè. Rồi mì ý nè. Bún thịt xào nè. Bánh mì thịt nướng. Bột lọc. Ủng hộ ông chuối đi. Ồ, ông bán mấy món giống như ngày xưa vậy ông ha. Này là củ củ từ. Củ từ với lại củ khoai lang. Từ khoai mì. Ông lấy cho con nãy chuối này đi. Nãy gì chuối thà ba không? Dạ. Dạ. Hôm nay chuối với lại một củ khoai lang đi. Đây rồi. Một giá không? Cái này á là em mua ủng hộ thôi nha. Em mua ủng hộ là lát nữa anh ăn một hai trái thôi. Đó. Chứ mà em mua nhiều quá thì sợ anh ăn không hết á. Rồi 20 của con. Rồi thêm một củ 20 đúng không? Ừ. Rồi đó 20.000 cả nhà. 20.000. Ông tên gì không? Tên Chính. Dạ. Ông Chính hả? Các bạn sinh viên ghé ủng hộ ông Chính nha. Buổi sáng. Mấy bạn sinh viên có thường hay mua đồ ăn đúng không? Có ha. Chính bán ở đây. A few moments later. Lòng mẹ mong ma như việc thay bình minh. Đã sao. Rồi đến với Suy của dân đó ngay trường Đại học Văn Hiến thì hôm nay mình đã gọi Sương Sương ở Sư Lộc nè. Một đầy chuối khoai lang nè. Bánh mì nè, súp cua, bánh canh, cơm tấm, mì xà bò, bánh bột lọc và bún thịt nướng, bún xào nướng, bún xào chay. Do Sư Lộc này không biết bao giờ mới hết đây. Không hồi kết rồi nè. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Tới đây thì phải chào em Hằng thôi. Bé Hằng ơi. Các bạn nào có ý chuyện tranh nào. Mời ông bà cô chú và quan viên hai họ dùng bữa nha. Bữa ăn này là bằng 6 đến 7 người ăn á. Sáng gặp buổi sáng nữa cũng hơi khó khăn á. Dạ. Thôi mình ăn món này trước. Đúng rồi, để cho nó đỡ. Bánh canh thì hấp dẫn á nè. Bánh canh này chỉ có 30k là cả nhà. Có thêm mấy cái miếng tỏi nữa. Wow. Đi. Sáng mà ăn bánh canh thì thôi đúng bài bèo á. Wow, nước bánh canh rất là thấm nhưng mà còn bánh canh này thích ăn lắm anh. Nó đặc á hả? Nó trong à. Chắc em phải đứng lên em mới quay được hết quá anh. Lồng nó to lên nha. Wow, thú gì là ăn xong con này là hết. Nó sẽ rất là ngon. Siêu phẩm, siêu phẩm.
khoanh giò. Anh có nên chừa lại miếng nước để lát mình ăn món khô không? Nói chung là mình cảm thấy những cái món ăn ở gần trường thì giá cũng bình dân lắm cả nhà ơi. Chỉ từ 17.000 cho đến 30.000 thôi là cao nhất rồi. Chấm phèo vô. Rồi chứ. Nhưng mà mình thấy á cả nhà, anh Lộc á, anh không sợ hay gì á. Phát hiện ra món mới. Ô còn nhắc nhở đó chứ. Giờ kia anh quên á. Anh thích nhắc rồi. Alan có sửa là anh đang đi gọi cho em á. Du kích, du kích. Nó quá hấp dẫn đi. Trời ơi, hình như chiến lược của anh Lộc là sang hết cái rồi đúng không? Để chừa lại nước hấp với các món khô sau. Hay á. Giống như vừa rồi mình đi quay cái clip ở bên trường Hấp Lít đó, có rất là nhiều người nói là đây là trường cũ của mình. Rồi kể là những cái câu chuyện khi mà các bạn đi học thời đó như thế nào thế nào. Rất là nhớ nha. Đây là cái trường Đại học Văn Hiến nè, thấy không? Mà giờ này thì chưa có nhiều sinh viên tại vì các bạn đang vào học, đang ở trong ca. Còn cái đường Âu Cơ này thôi khỏi nói rồi. Rất là đông. Rồi. Kẹo quá vậy. Đúng là đúng là loại nước mắm mà đặc sản. Anh biết anh ăn rồi. Hồi nãy cô nói là cô nấu trong lu hay gì đúng không? Nước mắm lu, mắm lu. Quy nè cả nhà. Trời ơi. Dưới anh ăn hành suy long lanh chiều canh một lòng. Sắc nóng. Chiều con tôm xong một lòng. Chiều con tôm ăn ứ hự luôn á. Trời. Nó trời mắm. Nó dính cái nước mắm á. Là muốn ăn liền thôi. Nhà hãy nhớ cảm giác này, biểu cảm này nha. Nhưng mà em vẫn không quên cái kèo mà anh làm xem bị đau bao tử á. Ăn nhanh đi rồi anh em mình bắt máy bay đi Ba Bì. Chưa là anh cũng phải cảm ơn những người ở ngoài đó 2 năm trước á. Để giúp anh một liều thuốc. Để bây giờ bao tử anh nó vẫn còn xinh xinh. Hèn chi thấy anh ăn quá chờ luôn mà không thấy. Không thấy. Rồi rồi hiểu rồi đó. Quả máu rồi. Nhưng mà cái này anh ăn tôm bên trong hình như đâu phải là tôm con đâu hả? Tôm á. Con tôm nhỏ hả? Con tôm bự mà được cắt ra. À. Cần là lột vỏ luôn rồi đúng không? Còn vỏ. Ủa? Chúng ta ra rồi. Ra mặn rồi. Taxi này đậu kỳ quá. Em chỉ chờ anh nói thôi là em quay liền cái taxi này. Đậu về đậu rồi. Chắc là đậu khách á. Nhưng mà cái vị bột lọc này anh ăn anh thấy sao? Nó không phải quá dài. Nó kiểu như nó vừa uyển chuyển á. Khi mình ăn vào á, cái lưỡi của mình nó có thể uống uống theo cái miếng bột lọc này. Nhưng mà cái bột lọc này em thấy là có vẻ nó nhỏ hơn ha. Nó nhỏ hơn cái bánh bột bèo này nè. Bột lọc bánh bèo. Mà những cái quán ra cả nhà rất là chu đáo. Cả nhà nhìn nè. Đó, giống như bánh bột lọc Phan Thiết là có khăn giấy luôn. Có bánh mì nữa. Có tăm, sỉ răng, có đũa ăn kèm. Có gì có người ăn chung. Hai bạn này chắc biết rồi. Đây, cho hai bạn lên sóng luôn. Thấy hai bạn cứ đứng nhìn nhìn. Hai bạn nhìn đó chắc là khẩu trang đó chắc cũng là nghe nó nghiêng thầm đó. Rồi xong hai phần nha cả nhà. Mới có hai phần đó hả? Còn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nè cô chủ quán đây nhìn nè. Cô đó là cô sẽ theo dõi anh ăn cho tới cuối á. Nhiều trứng quá. Trứng hả? Phần này là phần 25.000 á anh. Phải 25.000 mà bán gì nhiều đồ ăn quá. Hết ít đồ ăn lại đi. Sao bình thường anh ăn một phần anh không nói vậy? Anh thấy thương á. Bán vậy sao lời. Nó là chuyện của người ta, anh không phải lo. Quá. Cô bán bánh mì xôi mặn hả cô? Cô còn xôi không? Hết xôi rồi hả? Bây giờ cô làm cho con ổ bánh mì thịt đi. Ổ bánh mì thịt bên cô thập cẩm đi. Con cho anh ăn tiếp. Đó, đây là bánh mì thịt của cô nè cả nhà. Đây là cô cắt ra sẵn hả cô? Bán cho lẻ. Bao nhiêu vậy cô? 15 nghìn.
Gì ba? Tại em thấy bên đây á, có một ổ nằm bơ vơ quá, nó không bị lệch á, nên mình để một ổ bên đây nữa nè, cho nó máu chiến á. Hay là anh ăn bánh giò? Để này em ăn cho. Bánh giò đi cho bà. Rồi em đi mua bánh giò ra ngoài đi. Bánh giò mình bán bao nhiêu một cái à? 12 ngàn. Còn bánh bao à? 20. Dạ. Chú này bánh tét 6 đòn. 6 đòn đè luôn á. Trời ơi ghê vậy. Đè luôn á. Ồ. Chú nhắc bánh ở kia, 3 đòn 6 đòn. Chú ốm ốm rồi mà ăn khỏe dữ rồi trời. 6 đòn ăn là đủ rồi. Làm bệnh á, đè luôn, đè luôn chết rồi. Tét nữa nha. Ghê. Thôi bây giờ mình đổi bánh giò đi. Anh Lộc ơi, sau lưng anh á có một cao thủ á. Chú đó tuy ốm mà ăn 6 đòn bánh tét. Ồ, hết súp luôn rồi hả? Liên không review súp hả? Vì súp anh thấy sao? Ăn một mặt như là hết luôn, chứng tỏ là súp rất là hấp dẫn. Bây giờ mình đã ăn hết 2 món nước rồi, bây giờ còn lại những cái món khô thôi. Không khéo lần này ra ngoài Ba Vì chị thuốc chị cho em và chị cho anh kiểu như người thằng em nó mới chớp bệnh, còn em bị tái phát lại. Nhưng mà thằng em nó quá là vô ơn đi, tại đó mà em mới tái phát. Chuẩn bị đồ hết chưa? À rồi, ok rồi. Mà đi xa mang tô mang dĩa cũng không có thùng á, ớn quá cực á. Ngoài dự án đó, Võ Sư Lộc chưa bao giờ là mình làm cho Võ Sư Lộc khó khăn hết đó, cho nên hôm nay là mình cố tình ha, mình phải tăng cái độ khó lên để cho thanh niên mà một là ứ thừa, còn hai là cũng nhắc ngư. Chứ không có tới không thể nào mà sống sót được hết á. Tiếp sau thì nó sẽ rất là vui. Ồ, lại thăm vợ à. Thì sao tới tài á. Anh tại nhà kiểu, ủa em có tội tình gì đâu. Em đâu có thăm ngàn anh đâu mà sao. Sao anh? Em thấy xào mì có vẻ hơi khô quá. Mì dở lâu ngoài à. Nó hơi bị khô. Nhưng mà sẽ ăn kẹp với cái nước sốt này à. Có thêm nửa miếng trứng ốp la nữa nha. Quá quá. Cà chua. Cái vị cà chua nó chua chua ngọt ngọt. Hấp dẫn á. Món nước sốt cà chua bò bằm là linh hồn của món mì Ý mà anh Lộc. Ừ. Mì Ý có ngon hay không thì cái nước sốt đã quyết định hết. Là bác em mới được 83%. Có thịt heo nữa. Thịt heo, đúng rồi. Thịt heo xào. Có xíu bơ nữa nha. Để bé không bị bơ nữa. Cái miếng trứng nó bao nhiêu tinh hoa đó Lộc. Bao nhiêu cái nước sốt nó thấm lên miếng trứng. Nè quá là hấp dẫn cái Hùng ơi. Dạ. Em mới thử thôi. Quên mang muỗng bự à. Quên mang muỗng bự. Thì anh ứ hừng thôi chứ có gì đâu. Có gì đâu. Trời. Liên này thiệt luôn hả? Ngon lắm, phải thử thôi. Mì Ý trộn với nước mắm bột lọc ăn gì á? Tại anh lấy này mà à. Anh bỏ lên xíu à. Rồi. Wow. Sợi cuối hơi dài á, cười cười á, nên cười cười á. Tăng cả miếng thịt. À. Tình cảm rất là đồng đầy. Rồi, chắc phải ăn luôn á. Ăn đi. Để mình ăn một cái rồi mình quay tiếp. Để cho cái camera nó nghỉ xíu luôn. A few minutes later. Tiếp tục nào. Mình nghĩ là sau khoảng 2 phút nghỉ để mình có thể thưởng thức cái món Võ Sư Lộc mời thì Võ Sư Lộc đã máu hơn rồi đó. Alo. Nè, chỉ còn hai cái này thôi. Ôi. Cái này cho nó nóng. Ừ. Bánh bò, bánh tiêu, mày bán đi để à, kịp cho chiều. Việc hơn, việc hơn. Đúng rồi. Wow, những bánh giò này, cái màu bột đó nè. Má luôn. Màu này em thấy nó trắng á. Nóng mà nó... Nóng cũng không? Quyển chuyển nó béo bở. À. Trời ơi, một trứng à, một trứng à. À. Anh đoán bao nhiêu tiền? Cái này chắc 15. 12 ngàn. Wow. Bên đó còn một cái loại bánh bao cũng đặc biệt lắm. Em qua em gọi luôn nha. Trời ơi. Sao phải ăn một miệng luôn mới đã. Ăn ngập ngập miệng luôn mới đã. Ăn kiểu sợ dính son môi coi. Gì? Em còn nhớ kiểu anh ăn sợ dính son môi á. Nhìn hài vãi ra thử đi. Ồ, đỏ lắm chứ. Hay đó. Không phải ai cũng ăn được đâu. Ồ, nhìn những miếng thịt băm kìa cả nhà. Thịt băm
chọn quá lại nấm mèo tinh hoa chừa lại sau cùng tinh hoa rớt đất giờ không được tán cho cái chờ lắm một cái tán à bây giờ là hết rồi hết là tinh hoa rồi rồi đã chắc rau rút cua 4-5 trứng luôn nhưng mà trong bánh giò cái trứng cút mà nó thấm cái vị bánh giò nó sẽ ăn rất là lạ nó khác chứ cái bánh bao á cái nhân trứng cút cũng lạ lắm anh tinh niên này lòng chơi kiểu cái gì nhưng mà cái gì cũng phải có cái giá của nó lòng à rồi hết nha no chưa lưng rồi ha ăn cái chuối anh nói không chuối sáp thì cái chuối này cả nhà do Võ Sư Lộc thấy ông lão á Võ Sư Lộc cũng muốn ủng hộ cho ông cho nên mình mua để mình ủng hộ thôi còn ăn thì Võ Sư Lộc sẽ mẹ ăn thích ăn cái chuối lắm để đem về cho mẹ ăn review thôi chuối này hình như là họ nấu lên rồi đúng không anh chuối nóng mẹ giống như luộc đó đúng không luộc lên khoai lang mì thang. Giống khoai mì anh tính vào khoai lang thang chị ủa cô bán hủ tiếu đúng không cô wow. À có qua cô lấy tô cảm ơn cô yeah yeah không phải là mình bỏ nha à, đúng rồi mày có chồng ồ bán gì mà tới 4 miếng thịt 3 mấy là được rồi lại vậy rồi thanh niên nhưng mà đây là bánh mì thịt nướng ở bên hãng chicken nha ô nó có mùa khó á dạ mùa khó mà nướng á nó ám vào cái miếng thịt khói từ than có nắng rồi đó nghe ơi mình đứng đây là mình quay á là mình rất là nắng bị nắng này thấy không cho nên tao quay ngang bàn lại là em đứng em ngồi qua đây nè anh quay ngang lại kệ giờ cũng hết đồ ăn rồi thấy sao đưa vô nhà thương đưa vô nhà thương đúng rồi nha giờ mình mới để ý thì mình ngồi ở đây nó cũng hơi ngược nắng á nhưng mà mình sẽ bao quát được cái khung cảnh trường đại học Văn Hiến nha nếu mà ngược nắng thì em còn không biết like subscribe ủng hộ cho anh em mình nữa cả nhà ta cùng thương yêu nhau xa là sức gần cũng sụp luôn à các ăn thêm các củ hoa lan nữa không quên dạo gần đây thì rồi ăn thêm củ hoa lan nữa rồi đủ ha dạo gần đây anh Lộc kênh của mình được rất là nhiều bạn mới tiếp cận và anh em mình rất vui nha cả nhà ơi nếu như mà các bạn mới coi á mới biết đến kênh á thì các bạn hãy ủng hộ cho anh em mình bằng cách tặng cho mình một luồng đăng ký phát triển kênh hơn nữa đúng rồi và sẽ đưa ra nhiều những cái ý tưởng hấp dẫn nữa cho cả nhà nha nếu mà ăn hết cái bánh mì này trong vòng một nhát các bạn hãy đăng ký cho mình không nổi em nói không nổi nổi thì là các bạn phải đăng ký nha đúng rồi nổi em tạo ạc mới em đăng ký cho anh luôn không cần đâu nổi thì em ăn banh nữa hộp cơm chờ không vô okay. Trời ơi nữa ổ đó nha không phải đơn giản đó thanh niên oh my god wow wow là em phải ăn giùm anh nửa hộp cơm hả nói chung á cả nhà anh em mình đi quay clip á cảm giác như rất là thoải mái nói chuyện rồi rất là vui vẻ luôn á không chỉ ở trong clip mà ngoài đời luôn nhiều khi đi trên xe á có những câu chuyện mà anh Lộc với mình kể cho nhau nghe cả nhà nghe mà cười chảy nước mắt luôn rồi nhà nuốt hết rồi rồi bây giờ rửa nó thôi ê còn còn cũng ở đây nghe đến bài của Khoai Lang em lại nhớ đến bài Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây mà hát chế củ khoai lang củ khoai tây đêm chẳng sáng anh em mình đi chơi hồi hát bài có bị sai với lời nhạc chính không ta có bị ném đá không em gân tay em tòe tay nè nè em lên xe anh đèo em nặng thế này thì lái sao đây mà nặng thế này thì lái sao chứ em khổ đạp nên nó mới cong bàn đạp vấp phải đá nó mới cong vành sau nghiêng sườn đông anh vẹo ghi đâu nghiêng sườn tây anh vẹo còn sống ồ quẹo luôn á
thì khi mình hát hết thì bỏ xì lộc đã. Được rồi. Cay thôi, cay. Đau bụng quá. Ra nước mắt luôn á cả nhà. Gì? Mình mới vừa lau nước mắt. Trời ơi. Em. Tuy là đơn giản ha, nhưng mà những cái màu sắc của món ăn á, cái kia là... bạn này á, bạn bán thì thấy cái các bạn đề to á, nó vừa gọn mà nó vừa có nét mà cuốn hút á, tiền lời. Rồi 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 rồi, từ ba vào anh em à, từ ba vào rồi. Xem ra chuyển góc là hợp lý đấy. Cái từ từ mà va vào. Các bạn hình như là tới giờ ra nè. Hình như mới cách đây có 4 ngày à. À. Là đã ở bên nhau từ năm tháng nhận rồi. Buộc ra tôi không buộc gạo này. Qua đây, qua đây. Rồi ta sẽ đi về còn bạn cơm tâm nữa. Quá trời đông luôn nè, thấy không? Các bạn sinh viên. Thì mình quay cảnh này là để cho những ai, những anh chị ha. Thấy bạn, dạ. Thấy bạn của mình trong đó hay là ôi thấy chà. Hình bóng của mình. À, hình bóng của mình đâu đó. Đúng rồi. Thì các bạn có thể coi lại để ôn lại kỷ niệm. Hết chưa? Hết luôn. Dạ. Nghỉ chút đi. Nghỉ xíu ha. Ăn ăn nữa. Không bằng thế nha. Tại vì bỏ xì lộc quá máu. Ăn nửa bánh mì mà có một hit rồi. Bữa nào cả nhà thử. Hôm nó giỡn thôi. Bởi trời mắc nghẹn á. À, cả nhà ơi. Thì sắp tới đây sẽ những lúc sau mình sẽ thường hay nói ha, các bạn là đừng có nên bắt chước anh em mình ăn nhiều như vậy. Ăn như vậy thì anh em mình đi qua clip mỗi ngày nên quen rồi, với lại cái đó là công việc của anh em mình. Có luyện tập. Dạ. Cho nên cả nhà xem để thấy giải trí thôi, còn đi ăn thì cả nhà ăn ăn hai phần là nhiều lắm rồi nha cả nhà, chứ đừng ăn ba bốn phần như anh em mình. Nhưng mà phần cơm thì đó là coi như anh hoàn thành được hết rồi, đâu còn gì đâu nè cả nhà. Sườn ấm rất là đặc vị luôn à, sườn ngon lắm, nãy em ăn rồi sườn ngon. Ở đây á, cậu bánh mì này hồi nãy là mình tính mua cho bỏ xì lộc, nhưng mà mình thay thế bằng bánh giò rồi nha cả nhà. Nó ấm đâu từng cái kẻ thịt luôn á. Ồ. Lại là một tình huống đưa tay đây nào á. Hello. Hết. Miếng chả thử coi thấy sao. Chả này em thấy nhiều trứng á, cái mùi trứng anh thấy cái nước mắm này cũng đặc biệt không? Dạ. Cái vị nước mắm nó đặc biệt. Vị nước mắm đúng không? Nó không quá nhạt, nó mặn nhưng mà nó có cảm giác như là nó lẫn lộn một chút gì đó ngọt ngọt luôn á. Hết luôn con. Hết luôn á con. Hết luôn à, trời ơi giỏi vậy. Ô, hoàn thành thử thách rồi. Nó sạch sẽ luôn, nó đúng rồi. Quá lợi hại. Bên đây đó nha, rồi, mình sẽ gom lại để đem dùng. Series này thì nó sẽ còn tiếp diễn. Nhưng mà tình nghĩa anh em thì phải còn. Nên anh em mình hãy lôi kéo Tài vào con đường rồi thì ăn đói đảo. Thì hôm nay mình tới với trường học Văn Hiến á, cũng nói thật với cả nhà là lúc đầu là Hùng cũng tính dẫn mình qua bên công nghiệp thực phẩm á, nhưng Hùng đi ngang qua đó thì thấy cái khu đó buổi sáng nó không có sơm tụ. Mà lúc trước hình như anh đi ngang qua thấy xong lắm Hùng, tại sao không hiểu tại sao luôn. Các bạn mà học trường đại học công nghiệp thực phẩm thì cho mình biết lý do nha. Hồi sáng này mình đi lúc 7 giờ cả nhà, mà bên đó rất là vắng. Thôi là đại học Văn Hiến đã mở cửa và chào đón anh em tụi mình. Đúng vậy. Thì những cảnh quan cũng như là những cái không gian buổi sáng á chắc là sẽ không làm anh em buồn ngủ đâu. Anh em sẽ thấy được sự thoải mái ở trong cái không gian này, cũng như là có những món ăn rất là bình dân để cho mình có thể trải nghiệm những cái ẩm thực sinh viên, nhưng mà chất lượng thì là của công nhân viên và người lao động. Ăn rất là no, một phần á, một phần chỉ có khoảng 15.000 cho tới 30, cao nhất là 30-35.000, và cách trang trí này kia người ta cũng rất là đầu tư. Về cái món cơm tấm á, mình thấy là nó đạt được cái điểm cao nhất trong tất cả các món. Tuy là nó nằm trong hẻm nha, nhưng mà các bạn sinh viên ra vẫn vào ủng hộ rất là đông. Và cái thịt của chị Hướng á, nó tắm đều, nó quỷ hết luôn. Nhân đây mình sẽ gửi lời cảm ơn của cô. Ôi trời ơi. Cô đã tạo một cái không gian rất là thuận lợi. Cũng như đây là giống như là các bạn số 1 của cô vậy đó. Dạ.
để cho mình có thể có những cái tầm nhìn đầu tàu, bài đầu tàu này. Thì đó là clip mà anh em mình đã trải nghiệm khu ẩm thực ở trường học Văn Hiến nha. Địa chỉ là số 624 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình. Anh em mình có một cái fanpage trên Facebook nếu mọi người yêu mến, nếu muốn cập nhật các sự kiện, mini game hay event thì hãy like và tạo cho fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả, mọi người hãy đăng ký luôn cả kênh Funny Hùng Vlog. Đừng quên TikTok của Võ Sư Lộc và Funny Hùng 116 để theo dõi các động hàng ngày trong cuộc sống của anh em mình. Và sắp tới như các bạn có bất cứ thách nào hãy để lại bình luận dưới comment, mình sẽ xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm tiếp cho cả nhà một lần nữa nha. Ok, xin chào các bạn.